Thực đơn hôm nay mình sẽ có món thịt nướng và tương hộp xào mỡ tỏi nha các bạn. Thịt nướng mình sẽ ăn kèm với thịt nạc dăm xào mướp và tương hộp mình sẽ chấm rau lang. Bữa cơm hương vị rất đậm đà. Rau lang với mướp thật là tươi nè các bạn. Ở vườn người ta mới hái ra đem bán. Còn có ớt, hành lá, mình sẽ thêm gia vị vào món. Rất là ngon đó các bạn. Còn đây là thịt nạc trái thăn. Hai trái thăn heo rất mềm. Mình sẽ đem đi nướng tảng. Mình cũng đã chia sẻ cách này với các bạn rồi. Còn đây là tương hộp. Mình sẽ đem đi xào mỡ tỏi để chấm với rau lang nhé các bạn. Đầu tiên mình sẽ sơ chế thịt. Mình sẽ cho muối bọt vào thịt và bóp rửa cho thật sạch nhé. Sau khi sơ chế thịt sạch rửa xong thì mình sẽ cắt đôi ra. Từng trái thăn mình cắt đôi ra rồi mình đem ướp. Mình sẽ cho vào 2 muỗng cà phê đầy tỏi, bột tỏi đó các bạn. Mình sẽ cho 2 muỗng cà phê. Và 1 muỗng cà phê đầy muối bọt. Hai muỗng nhỏ hạt nêm. Hai muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Hai muỗng nhỏ tiêu xay. Và sau cùng là 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ trộn đều gia vị lên cho thấm, rồi mình sẽ để khoảng 1 giờ đồng hồ cho gia vị thật thấm, rồi mình mới đem đi nướng nha. Kế đến mình sẽ bắt lên một cái nồi và cho vào mỡ nha các bạn. Mỡ và tóp mỡ mình sẽ thắn ra và mình sẽ cho tỏi băm vào. Sẽ xào lên cho tỏi vàng thơm, rồi mình sẽ cho tương hộp vào hết nha các bạn. Cho một keo nhỏ tương hộp vào để mình xào lên. Cho vào 2 muỗng cà phê đường, 4 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng nhỏ bột ngọt. Cho tương sôi lên, rồi mình sẽ cho hành lá vào. Như thế là xong rồi đó các bạn. Mình sẽ có một nồi tương xào mỡ để chấm rau nha. Thỉnh thoảng mình sẽ trở bề thịt, cho thịt được thấm đều gia vị. Còn đây là thịt nạc dăm, mình sẽ cắt mỏng ra, hành thì mình cắt khúc ra để xào với mướp.
Mướp thì mình rửa sạch cắt khoanh như thế này. Sẽ bắt chảo lên. Mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Cho chỗ tỏi băm còn lại vào. Mình cho vào hết nhé. Sau đó mình sẽ phi lên cho vàng. Khi tỏi vàng thì mình sẽ cho thịt nạc dăm sắc mỏng vào để mình xào. Mình sẽ cho vào một muỗng nhỏ hạt nêm, một muỗng cà phê đường. Sau đó mình sẽ cho vào 2 muỗng canh nước lọc, cho thịt chín. Khi thấy thịt chín rồi thì mình sẽ bắt đầu cho mướp vào. Vì mướp mình xào nhanh, các bạn đừng xào lâu quá mướp rục sẽ không ngon nhé. Khi thấy mướp vừa chín tới thì các bạn sẽ cho hành lá cắt khúc vào. Như vậy là mướp mình đã xào xong rồi nè các bạn, rất thơm và ngọt. Còn đây là tương xào mỡ tỏi đó các bạn. Mình sẽ ăn với mướp xào này nữa nhé. Thịt đã thấm thì mình sẽ bỏ vào khay giấy bạc và mình sẽ đem đi nướng. Thịt đã nướng xong rồi nè các bạn, mình sẽ đem ra. Thời gian thì mình cũng đã chia sẻ cách nướng này với các bạn rồi. Mình đã nướng thịt vàng được 2 sửng nè các bạn. Rất là ngon. Mình sẽ ăn kèm với tương hột xào mỡ tỏi và mướp xào nữa nhé. Mình sẽ dọn cơm ra ăn. Bữa cơm hôm nay thì hơi đa dạng. Tương xào mỡ tỏi là món ruột của mình đó. Mình sẽ chấm với rau lang, có nước rau nữa nè, làm canh. Mướp xào thịt nạc, thịt nướng. Sẽ có nước mắm, ớt và nước tương, ớt để chấm mướp xào nữa nhé các bạn. Trong thịt thì sẽ ra một ít nước, nước sốt này mình không để ra ngoài mà mình sẽ cắt thịt. Rồi mình sẽ chấm lại nước sốt để cho thấm đậm. Rồi mình dùng nhé các bạn, rất là ngon. Thịt thấm vào nước sốt thì ăn ngon lắm các bạn. Mình mời các bạn dùng cơm chung với nhà mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Chào tạm biệt các bạn nhé.